Cuối mùa mà Việt Quất vẫn còn rất là nhiều luôn. Xin chào cả nhà, quay lại với nhà Thúy và Yuri. Hôm nay Thúy đang đi tìm nấm nhưng mà không thấy nấm, chỉ thấy Việt Quất thôi. Tiện hái vài cành về cho em Bon và chị Diana cùng ăn ấy. Nhìn có đã không chứ này, rất là sai luôn. Cuối mùa rồi mà quá trời luôn, không ai hái. Bây giờ mình đi này chỉ bắt ăn thôi. Bố cuộn em như con nhộng luôn, nóng quá nhỉ. Bố cuộn em chặt quá à. Bố cuộn em buôn chặt quá à con. Bố cuộn em buôn chặt quá hả này, bố vuốt tóc dựng hết cả của lên của em rồi này. Hay ba em ơi. Xin chào em bé. Mới ngủ dậy á? Em ơi mới ngủ dậy đó. Em mới ngủ dậy đó nhỉ. Ngủ dậy ngoan lắm á. Trương á. Ôi bữa nay chân em Moon đã dài ra hết khỏi cái ghế này rồi nè. Sắp không dùng được cái ghế này rồi. Cái nôi này rồi. Cái chân bữa nay dài rồi. Chân bữa nay dài hơn anh Bon rồi. Anh Bon lúc mà 2 tháng rưỡi như thế này thì chân ngắn đụt à. Em cao hơn anh Bon 3 cm luôn. Và nặng hơn anh Bon nửa ký luôn. Đúng không? Con ăn đi. Mẹ hái cho con đó. Cho chị Diana một chút nhé. Mang qua cho chị Diana một ít nhá. Được không? Từ từ đã, phải mặc đồ vào mới đi được. Cái này Thủy hái Việt Quất trong rừng á. Bây giờ mang qua cho Diana một chút. Tại vì mấy bạn nhỏ thích vặt vặt từ trên cây ăn á. Nha. Mang qua cho chị Diana một chút nha. Hôm bữa chị Diana cho mình táo đó. Bây giờ mình cho lại chị cái này đó. Nha. Phải mặc ấm cho em rồi mình đi nhá. Rồi mình đi nhá. Chưa nghe bé cả. Bố mới sửa bánh xe cho Bon á, mới thay xong, mới thay 2 cái xăm xe. Bây giờ chạy ngon lành rồi. Con nghỉ ngơi đi. Ngồi nghỉ ngơi chút rồi ăn đi. Ôi giời. Con nhìn đường sao lại đông một bụi à? Nhanh lên, sao Smooth đến đây rồi nè? Nhanh. Xe Bon chạy chậm quá. Lao xuống bờ ruộng luôn rồi. Cảm ơn chị chưa? Oh no. Con đi từ từ thôi, không cần đua đâu, đừng có đua mấy anh. Cẩn thận rớt xuống cống nha. Đây có cái cống bé bé. Đây là khu vui chơi ở cạnh nhà Thúy. Bây giờ nhà Thúy đang ở đây chơi. Bên kia nhiều người quá nên cho em Bon qua bên này chơi thôi. Đây, cho Bon chơi bên này. Đây, một mình Bon một sân cho nó an toàn. Qua kia nhiều người nguy hiểm lắm.
Cucu. Em bé dậy rồi hả? Ngủ dậy rồi hả? Ôi ơi, ở đâu mà sáng thế này nhỉ? Ngày sáng nằm có nóng quá không ta? Trường quá, hãy nằm nghỉ ngơi tiếp nha. Anh Won đâu rồi? Anh Won đang đi với chị Diana. May có chị Diana đi cùng á. Ôi 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 ôi. Này cô Rasmus. Yo, hai hai mẹ này Yuri Kansa. Hai mẹ này Yuka Kansa. Nghỉ ngơi đó, mệt quá ngồi nghỉ ngơi đó. Ơi ơi ơi. Yuri không thích em bon ra đây đâu, nhưng mà em bon ra đây Yuri chạy theo nãy giờ luôn. Yuri chạy theo bảo vệ, mệt khổ luôn á. Rồi qua đi, đi về đi, đi về đi Mon, muộn rồi. Đi kìa, đi kìa, đi kìa. Siêu nhân Mon. Con cẩn thận nhìn đường đi nha. Thích đi với anh hả?